Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh điện thoại. Và mở đầu thì hơi lan man một chút nhá. Khi mà anh em có một chiếc áo đẹp thì anh em luôn luôn có xu hướng đi tìm một chiếc quần, một đôi giày, một cái thắt lưng đúng không? Và bây giờ thì mình có tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến đã chơi được ở trên phiên bản mobile Android. Và bây giờ thì mình cũng có luôn phiên bản Oppo Find X2, phiên bản Liên Minh Huyền Thoại, và nó cũng như là một cái sự tông sự tông vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi Liên Minh Huyền Thoại trên phiên bản Oppo Find X2 cũng Liên Minh Huyền Thoại luôn, để xem nó có những sự khác biệt như nào. Rồi, và với cấu hình là Snapdragon 865 thì ở đây mình đã có thể bật được max setting với cả cái tựa game này rồi. Và ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta bật được ở mức 60fps này. Tất cả mọi thứ mình để đều là để ở mức Ultra High Definition. Rồi, chơi luôn nhở. Rất là mượt đấy. Đúng là con chip mạnh nhất nhì trong thế giới Android thì luôn luôn mang lại cho mình những cái trải nghiệm nó rất là khác bọt, đúng không? Khi mà tựa game này ra mắt thì theo như mình tìm hiểu được, với cái con chip Snapdragon 845 hôm trước mình có hướng dẫn các bạn download trên phiên bản Android ấy, thì cảm giác khi mà bật max setting nó sẽ không chơi được ở mức 60fps đâu. Thế cho nên là khi nào mà các bạn đang sử dụng những chiếc máy Android ấy, thì có lẽ là mình sẽ phải làm một cái video riêng để tư vấn cho các bạn xem là cái cấu hình như thế nào thì phù hợp với cả cái tựa game này. Còn ở trên iOS thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn download cũng như là trải nghiệm xem là cái mẫu máy nào chơi ổn định nhất. Và theo như mình tìm hiểu thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn, đó chính là iPhone 8 Plus thì hiện tại là đang chơi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ở mức 60fps, cực kỳ là ổn định và tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà chơi ở mức 60fps thì các bạn sẽ phải đối mặt với cả cái khả năng đó chính là máy nóng lên khá là nhanh. Rồi, và quảng cáo luôn thì hiện tại tại điện thoại 2.vn cũng đang bán iPhone 8 Plus với mức giá độ khoảng tầm hơn 8 triệu một chút thôi. Còn mức giá của chiếc Oppo Find X2 phiên bản Liên Minh Huyền Thoại này thì đắt lắm. Tóm lại là anh em nào mà thực sự muốn sở hữu cái phiên bản này thì hãy liên hệ ngay với anh Chí Khánh nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đánh Zin X được không nhở? Sao không ai pick ta? Ồ, các bạn pick đi chứ. Rồi, ok, chúng ta đã có Soraka này. Chúng ta có con này là con gì nhở? Oriana đi mid, có Mundo đi top và V đi rừng, một đội hình best. Rồi mình sẽ đánh Varus. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mỗi vị tướng ấy, mỗi hero ấy thì nó sẽ trang bị sẵn cho chúng ta ba cái trang phục. Đấy, cái trang phục này là trang phục chiến binh mùa đông Varus. Trang phục tiếp theo là cũng không nhớ tiếng Việt của cái này là gì nữa, nhưng mà kiểu như là mũi tên tím Varus. Đây cũng là một cái tựa game hứa hẹn sẽ là một cái tựa game hút máu không khác gì Liên Quân Mobile tại thị trường Việt Nam cả. Nhưng mà tuy nhiên thì sau một vài ngày mà mình trải nghiệm tựa game này thì phải nói là cái kỹ năng dành cho các bạn nào muốn chơi tốt cái tựa game này phải là một người mà chơi nó có một cái ngón tay nó uyển chuyển. Và đương nhiên là ui, vào nhanh vai. Có vẻ như là mạng bắt đầu ngon lên rồi anh em ạ. Đầu tiên thì mình sẽ lên cái này đi. Rồi ok. FPS 60, 61. Lần đầu tiên mình thấy là mình chơi được ở mức 61 FPS. Nó lên được ở mức 61 nha các bạn. Nhưng mà cái tựa game này thì hiện tại nếu như mà mình giữ ở đây này. À đấy. Nó passive, active là double bonus hit damage. Có nghĩa là trước cái chiêu 2 này các bạn có nhớ nó chính là nội tại của con Varus này không? Nhưng mà bây giờ thì nó có thể kích hoạt được lên luôn và nó sẽ thêm đam. Cứ cầu ơi, chả cần phàng. Và khi mà chơi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này thì anh em phải để ý là chúng ta phải lát hit nha. Có nghĩa là nếu như mà các bạn tiêu diệt một con tiếng thì sẽ được nhiều tiền hơn. Còn nếu như mà anh em không tự tay giết nó, đấy, vừa xong chỉ được có 13 tiền thôi. Ôi! Phải giết nó! Khổ vãi thì. Rồi, double kill.
lỗi quá là ngay lúc đấy là phải bật, lúc đấy là mình cast chiêu một là nó phải chết rồi, con AD con Zinix nó phải chết rồi, nhưng mà lỗi. Và một cái điểm nữa mình thấy khá là hay ở trên cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này, đó chính là chúng ta có thể khóa mục tiêu bằng cách là như này. Đấy, anh em có thấy là mình đang sử dụng cái nút bắn thường không? Nhưng mà mình vẫn có thể khóa được mục tiêu. Đấy, mình thích bắn con nào vì... Thôi. Ôi, là nghĩ dữ nhiều rồi anh em ơi. Tôi có chết không đây? Ui, hai con còn tí máu đi về được ạ. Phê vãi. Và thêm vào đó thì khác với cả Liên Quân thì Liên Minh Huyền Thoại chúng ta có hai con mắt. Thế cho nên là những con mắt này thì anh em phải cắm ở bụi này, cắm ở sông này, để rừng mà ganh thì anh em còn biết đường mà té. Đấy. Và đồ của support thì nó cũng sẽ có một cái máy quét để chuyên đi phá mắt luôn. Rồi, và trải nghiệm của mình trên chiếc Oppo 5X với cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này là nó hoàn toàn mượt mà, và có lẽ là không còn cái gì để chê nữa. Chúng ta vẫn có những cái cảm giác cầm nắm rất là tốt khi mà chơi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ở trên cái tựa game này, à ở trên cái chiếc máy này. Đấy, bắn chay luôn, không dùng chiêu một luôn để cát trượt anh em không chê, hiểu không? Cát trượt kiểu bị quê anh em lại chê, anh em chê tôi. Anh em thấy tôi đánh con này được không? Sắp tới nếu như mà nó về Việt Nam thì anh em có muốn tôi live stream ở trên YouTube về cái tựa game này để chém gió với anh em không? Anh em có thể để lại bình luận nhé. Nếu như mà anh em ủng hộ thì tôi sẵn sàng. Ui, không đủ à? Tí nữa chúng nó sẽ chết. Khi mà chiêu 1 của mình hồi, chắc chắn chúng nó sẽ phải chết. Mình có ulti rồi. Giết nốt đợt lính này thôi, mình sẽ giết hai con kia và sẽ kết thúc video đây. Bởi vì thật ra là cái trải nghiệm chơi game thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Tự game mới và chúng ta sẽ có chơi trên một cái chiếc máy phiên bản Liên Minh Huyền Thoại cool ngầu. Chỉ có thế thôi. Tóm lại trải nghiệm chơi game nó sẽ không khác biệt gì so với cả cái Oppo 5X thường cả. Bởi vì cùng một con chip 8GB RAM thì anh em sẽ có một cái trải nghiệm như nhau. Nhưng mà về cái độ lấy lay thì anh em sẽ đẹp trai hơn rất là nhiều khi mà ra cà phê chơi bằng phiên bản Liên Minh Huyền Thoại, đúng không nào? Rồi, và trên đây là cái video mình test cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Điện Thoại Hay. Và nhớ like kênh và nhớ like video và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của bọn mình nhé. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.